cô Tiếu đây. Ở đầu video thì chúng mình đã được xem một clip của anh Da Đen rồi đúng không nào? Vậy thì nếu các bạn là anh Da Đen trong trường hợp đó thì các bạn sẽ thốt lên những lời cảm thán như thế nào nhỉ? Hãy cùng với cô Tiếu đi tìm hiểu các cách cảm thán trong tiếng Trung thông qua các tình huống sau đây nhá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Chào là mấy xin chứng. Xem xong các tình huống vừa rồi, chúng mình đã học được những cách cảm thán nào nhỉ? Hãy cùng với cô Tiếu nhắc lại nhá. Chì sử lợ. Chì sử lợ. Wo hào hài pa ya. Wo hào hài pa ya. Mei xin qing. Mei xin qing. Wo de tian a. Wo de tian a. Tai 丢脸了太丢脸了真倒霉真倒霉哎呀糟了哎呀糟了 Vậy thì với những cách cảm thán vừa rồi, các bạn thường gặp nhất là cách cảm thán nào? Chúng mình hãy cùng comment xuống bên dưới để cô Tiếu biết nhá. Và đừng quên like và subscribe kênh của cô để theo dõi nhiều video bổ ích hơn nhá. Bây giờ thì